Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi chuyển của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 66 Hoác Hoài Tín bị mấy tin tức ngoài ý muốn kéo đến liên tục khiến cho ông tràn đầy kinh ngạc. Tần Hoan lại nói tiếp. Đêm hôm đó, ta phát hiện một chấm bẩn trên cổ tay áo da y lúc đó tần hoan chỉ cho rằng vết bẩn đó là rêu ở trên tường vây thế nhưng sau này tần hoan mới biết được giá y của tống tiểu thư là dùng tiêu hồng sa ở kinh thành may thành loại lụa này cực kỳ quý giá còn có một đặc tính chính là vết bẩn bình thường dính vào cũng trượt đi không để lại dấu vết gì chỉ trừ có mực viết dính mực là sẽ không giặt ra được hoác hoài tín nghe thấy thế mí mắt liền co giật tần hoan lại nói cho nên chấm bẩn dính trên giá y kia chính là vết mực trong đầu hoác hoài tín bỗng nhiên hiện lên một cảnh tượng, vẻ mặt cũng đột nhiên thay đổi. Tần Hoan thấy thế cũng không hỏi nhiều, chỉ nói. Tần Hoan chỉ nói phát hiện của bản thân cho đại nhân biết, còn chân tướng thế nào phải dựa vào đại nhân đi điều tra rồi. Tần Hoan nói xong nhún người hành lẽ, lúc này mới đi đến chỗ xe ngựa. Yến chỉ đi nhanh từ trên bậc thềm xuống, nhìn Tần Hoan là biết nàng đi đến chỗ hoác hoài tín làm gì chuyện giấu răng kia ngoại trừ Hoắc Hoài Tín thì chỉ có mình hắn biết được. Mặc dù chỉ là một chuyện rất nhỏ bé thế nhưng cũng khiến cho trong lòng Yến Chỉ có chút cảm giác vui sướng. Tần Hoan nói chuyện riêng với Hoắc Hoài Tín không chỉ Yến Chỉ nhìn thấy mà Hoắc Ninh cũng thấy. Vẻ mặt hắn lại tiếp tục mơ hồ ngơ ngác, cả người đứng đờ đẫn trước cửa nghĩa trang như vừa mất đi hồn phách. Đợi đến khi Tần Hoan đi khỏi rồi hắn mới ngay lập tức đi về phía Hoắc Hoài Tín. Phụ thân, nàng ta vừa nói gì? Hoác Hoài Tín rõ ràng nghe được lời Hoác Ninh nói nhưng lại vờ như không nghe. Ông chỉ cười cười vẫy tay về phía một chiếc xe ngựa đã bắt đầu lăn bánh. Tạm biệt hầu ra, có tin tức gì sẽ báo cho người biết ngay. Đa tạ cửu cô nương. Mắt thấy xe ngựa đã đi xa được hơn 10 trượng, ý cười trên mặt Hoác Hoài Tín mới tiên tán. Ông xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hoắc Ninh. Tên nghịch tử này, hôm nay ngươi định dở cho gì? nhìn thấy cửu cô nương sao lại vô lễ như vậy, lại còn thất thố trước mặt hầu gia và chỉ điện hạ, ngươi đúng là phụ thân con chỉ muốn biết vừa rồi nàng nói gì với người. Hoắc Hoài tín tức giận thở gấp, từ giờ trở đi không cho phép ngươi nhúng tay vào vụ án này, ngươi không sợ mất mặt nhưng ta sợ. Ta vốn nghe thấy mấy lời đồn bên ngoài nói cửu cô nương yêu thích ngươi, thế nhưng hôm nay ta hiểu rõ rồi, bộ dạng này của ngươi chẳng có chỗ nào so sánh được với nhị công tử hầu phủ càng đừng nói là chỉ điện hà. Uổng công ta lại còn muốn mẫu thân ngươi qua lại với tần phủ. Trong lòng Hoắc Ninh vốn đã tràn ngập tủi nhục rồi, không ngờ được bỗng nhiên phụ thân nhà mình lại mắng nhiếc khó nghe như vậy. Bảo sao trước đây ông luôn hỏi hắn chuyện của tần phủ, hóa ra là có tính toán này. Sắc mặt Hoắc Ninh đỏ ửng. Phụ thân muốn làm gì? Chẳng lẽ định kết thân với tần phủ hay sao? Hoắc Hoài Tín thấy như từ nhà mình như đang lên cơn động kinh, Càng lúc càng tức giận, đúng là nước đổ lá khoai. Thì sao, ta định kết thân thì sao chứ? Tướng mạo và tính tình cửu cô nương như vậy dư sức gả cho ngươi. Vụ án này chúng ta đều phải trông cậy vào sự giúp đỡ của cửu cô nương, ngươi tự nhìn lại mình đi. Đứng trước mặt cửu cô nương mà ngươi còn không biết thân biết phận. Hoắc Ninh vốn định thể hiện cho Tần Hoan thấy rằng hắn không vô dụng, thế nhưng hôm nay khi hắn biết Tần Hoan là vị cao nhân kia, hắn mới hiểu được rằng cho dù hắn phá được vụ án này thì chưa chắc Tần Hoan đã xem trọng hắn. Không chỉ thế, lời nói cay nghiệt của Hoác Hoài Tín ban nãy càng giống như lột sạch tôn nghiêm của hắn dẫm dưới đất. Hoác Ninh tức đến khó thở, phản đối đến cùng. Ai thèm cưới nàng ta, là nữ nhân mà lại biết thuật mổ thi nghiệm xác, chẳng biết học được từ cái đám đầu đường xó chợ nào, có nửa điểm tác phong của tiểu thư khuê các nữ không? Đừng nói nhà mình đi xin cưới, ngay cả nàng ta quỳ xuống van xin con thì con cũng không thèm nhìn bằng nửa con mắt đâu. Không cho con nhúng tay vào sao. Càng mừng, tha hồ rảnh rang. Hoác Ninh gào xong rồi đi luôn. Phi Tuyền và Nam Phong đứng bên cạnh nãy giờ không dám thở mạnh cũng vội vàng chuồn đi theo. Hoác Hoài Tín đứng ngây người tại chỗ nhìn bóng lưng Hoác Ninh. Ông tức đến mức cảm giác trước mắt toàn màu đen. Cái thứ, cái thứ nghiệp chướng này. Phục Linh bôi hương cao lên tay cho Tần Hoan sau đó nhìn nàng kinh ngạc nói. Tiểu thư sao lại không sợ hãi tí nào thế? Nô tỳ chỉ nhìn một cái thôi đã thấy ghê tởm rồi, nghĩ lại cảnh tượng bên trong linh đường kia đến giờ vẫn còn sờn gai ốc. Sao tiểu thư có thể? Phục Linh, em có biết thế nào là sống chết không? Phục Linh mở to mắt nhìn Tần Hoan, Tần Hoan chậm rãi nói tiếp. Trên đời chẳng có chuyện gì lớn bằng chuyện sống chết, một người đã trải qua cái chết rồi, chớ nói chuyện thần thần quỷ quỷ, ngay cả có người cầm đao đứng trước mặt ta thì có khi ta vẫn sẽ thản nhiên hơn so với người bình thường. Phục Linh có hơi không phục. Mặc dù lúc ấy nô tỳ cũng. Lời còn chưa dứt, khuôn mặt Phục Linh đỏ hồng lên, tần hoan lại bị dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng này của Phục Linh làm cho bật cười. Em nghĩ lại mà xem, ngày đó em đã có dũng khí quyết tâm đi chết rồi, thì bây giờ còn có gì phải sợ nữa. Phục Linh nghiêng đầu, thật sự suy nghĩ đến lời nói của Tần Hoan một lúc sau mới thở dài. Tiểu thư, ngay cả tiểu thư cũng vậy, tính tình của tiểu thư hiện tại cực kỳ khác với trước đây. Quả nhiên nô tỳ vẫn chỉ là kiếp đầy tớ, trải qua chuyện xong cũng không hề được thông suốt giống như tiểu thư. Tần Hoan lắc đầu bật cười, Phục Linh lại hư nhẹ một tiếng. Không ngờ là hôm nay Hoác Công Tử cũng có mặt ở đây, ngày xưa Hoác Công Tử khinh thường tiểu thư bao nhiêu thì giờ hắn khó chịu bấy nhiêu. Nô tỳ nhìn thấy hắn thực sự đã sợ ngây cả người. Hắn cũng không ngờ được tiểu thư nhà chúng ta xưa giờ luôn giấu tài, càng không ngờ được tiểu thư có thiên phú dị bẩm, khiến cho ngay cả phụ thân hắn cũng phải nhờ đến tiểu thư hỗ trợ. Nghĩ đến Hoắc Ninh thì trong lòng Tần Hoan vẫn bình thản như không, nhìn thần sắc hôm nay của Hoắc Ninh nàng cũng biết hắn chắc chắn cũng đang bị dày vò. Một khi đã như vậy thì chuyện hắn đối xử với Cửu tiểu thư trước đây cũng tạm thời xóa bỏ đi. Xe ngựa chạy chậm rãi, Tần Hoan ra khỏi nhà từ sáng sớm đợi đến khi xe ngựa dừng lại ở trước cửa hầu phủ thì cũng đã đến giờ ngọ rồi. Xe mới vừa dùng thì nhạc thanh đã nói. Nhanh đi nói cho lão phu nhân và phu nhân, cửu cô nương đến rồi. Tâm tình nhạc thanh cực kỳ tốt, thể hiện hết ra bên ngoài mặt, ngay cả đến nhạc quỳnh lúc xuống xe ngựa thì trên mặt cũng mang đầy ý cười. Yến chỉ xoay người nhảy xuống ngựa, nhìn thấy tần hoan đi từ trong xe ra thì hơi nhăn mày. Đoàn người cùng nhau vào phủ, đi thẳng đến tiểu viện của thái trưởng công chúa nhạc quỳnh dẫn đầu đi trước nhạc thanh theo sát phía sau tần hoan vừa đi vừa nói hôm qua tổ mẫu đã tỉnh lại rồi có điều lúc đó vẫn rất suy yếu sáng nay lúc trời còn chưa sáng người đã tỉnh lại và còn có thể nói chuyện nữa thuốc cửu cô nương để lại thật sự rất lợi hại tần hoan khẽ cười vì nói lần này thái trưởng công chúa là cực kỳ hung hiểm thế nhưng cũng do chính lão nhân gia người ý chí kiên cường thì mới vượt qua được nếu không thì chỉ dùng thuốc thôi cũng không đủ. Nhạc thanh gật đầu, cười nói. Cửu cô nương không cần khiêm tốn, y thuật của ngươi ngay cả hoàng thần y cũng đã phải cam bái hạ phong. Cô nương không chỉ có y thuật hơn người mà còn có thể. Cửu cô nương thật sự khiến cho người ta lau mắt mà nhìn. Phục Linh đi theo sau tần hoan lén che miệng cười. Thái độ nhiệt tình có dư này của nhị công tử hầu phù đối với tiểu thư nhà nàng quá rõ ràng rồi. Thanh Nhi, sắp đến rồi, đừng có nói nhiều nữa đại khái nhạc quỳnh cũng nhận ra nhạc thanh thân thiện quá mức nên mới quát một câu nhạc thanh còn cười to hơn hắn bước nhanh đến cửa viện mẫu thân cửu cô nương đến rồi vừa dứt lời một bóng dáng chợt lóe lên ở cửa viện giang thị tươi cười đi như bay hoan nhi đã đến rồi giang thị vẫn như trước kia bà tiến lên kéo tay tần hoan lại không cho nàng hành lễ bà kéo tần hoan đi thẳng vào bên trong mẫu thân từ sớm đã nhắc đến con rồi. Nói xong bà lại nhìn nàng từ trên xuống dưới. Hôm nay lại mệt chết con rồi hả? Giang thị biết chuyện mời Tần Hoan đến nghiệm thi nên mới ân cần hỏi han. Tần Hoan vội vàng lắc đầu. Không mệt không mệt, đa tả phu nhân lo lắng, mọi chuyện đều rất nhẹ nhàng. Giang thị mỉm cười vỗ vỗ tay nàng rồi khẽ nói. Hôm nay trời còn chưa sáng mẫu thân đã tỉnh lại, tinh thần cực kỳ rốt, Người biết chuyện của Thanh Nhi đã giải quyết xong nên nhất định phải hỏi đến cùng, ta giấu không được nên đành phải nói thẳng. Con yên tâm, mẫu thân cũng là một người có tư tưởng rất tiến bộ, cho nên lát nữa nếu người có hỏi thì con cứ nói thẳng ra là được. Ngay bắt đầu từ lúc Tần Hoan ra mặt giúp nhạc thanh kia nàng đã không hề muốn lừa gạt Thái trưởng công chúa, nên hiện giờ nàng cũng không thấy ngoại ý muốn. Tần Hoan đi theo Giang Thị vào thẳng trong phòng trong mới vừa vào cửa đã nhìn thấy thái trưởng công chúa đang ngồi trên giường, tần hoan vội vàng tiến lên hành lễ. Bái kiến thái trưởng công chúa điện hạ, đứng dậy đứng dậy, mau đến đây. Thái trưởng công chúa vẫn mang dáng vẻ của người bệnh, nhưng đương nhiên khác một trời một vực so với hôm đó tần hoan đến. Nàng tiến lên vài bước, thái trưởng công chúa kéo tay nàng xuống ngồi ở bên cạnh. Bàn tay bà yếu ớt vô lực nhưng vẫn nắm chặt lấy tay tần hoan, Bà không nói chuyện ngay mà quan sát tần hoan từ trên xuống dưới sau đó mới gật đầu. Không tệ, không tệ, không hổ là người mà ta coi trọng. Ngừng lại một lát rồi thái trưởng công chúa lại khẽ nói. Hôm nay thế nào rồi? Tần Hoan thấy gương mặt thận trọng dè dặt tràn đầy nếp nhăn của Thái trưởng Công Chúa thì không khỏi mỉm cười, nàng cũng khẽ trả lời. Hôm nay có thu hoạch nhỏ, có lẽ cũng giúp được cho chi phủ đại nhân, chờ sau này có tin tức rồi thì chi phủ đại nhân sẽ báo cho ngài biết. Nhìn dáng vẻ một già một trẻ thì thầm to nhỏ với nhau khiến cho Giang Thị và Lục Tụ ở bên cạnh cười rộ lên, Giang Thị tiến lên nói. Mẫu thân hiện tại không cần phải phí tâm vào những thứ này, Hoan Nhi đã đến rồi, tạm thời để nó bắt mạch cho người đi đã. Tần Hoan cũng cười nói. Thân thể của Thái trưởng công chúa là quan trọng nhất, để Tần Hoan xem mạch cho người. Thái trưởng công chúa ngồi thẳng người, Sắc mặt hòa ái. Không sao đâu, bản thân ta cũng tự cảm thấy được. Ta uống thuốc của Hoan Nhi xong thấy tốt lắm, chỉ có vết thương thì hơi đau thôi. Giang thị khẽ mắng. Mẫu thân đã thấy đau rồi thì phải nằm xuống chứ. Thái trưởng công chúa thở ra. Nằm mãi cũng khó chịu. Ngày đó ta đang nghĩ rằng cứ thế nằm luôn không dậy được nữa rồi. Ai ngờ Hoan Nhi lại nhặt về cho ta được một cái mạng. Giọng nói thái trưởng công chúa đầy cảm thán bà nhìn tần hoan với ánh mắt cực kỳ yêu thương tần hoan cười gượng chăm chú xem mạch cho thái trưởng công chúa một lúc sau nàng mới thu tay lại nói xin thái trưởng công chúa nằm xuống để tần hoan xem miệng vết thương của người ừ được được thấy thái trưởng công chúa vừa đồng ý với tần hoan vừa ngoan ngoãn nằm xuống giang thị càng hơn giận xem đi bọn ta nói cái gì mẫu thân cũng không chịu nghe trong khi Hoan Nhi chỉ cần nói đúng một câu thôi mẫu thân đã ngoan ngoan nghe lời rồi. Vì phải khám bệnh nên mấy người nhạc quỳnh không đi vào bên trong phòng. Tần Hoan cởi vạt áo thái trưởng công chúa ra, xem xét tỉ mỉ một hồi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Miệng vết thương ban đầu đã lành rồi, mạch tượng cũng vững vàng hẳn lên. Tần Hoan đổi phương thuốc khác cho thái trưởng công chúa dùng liên tục 7 ngày nữa, cho đến khi nào miệng vết thương bong vảy rồi thì mới đổi thuốc khác. Nói xong, Tần Hoan lại cười. Hiện tại đúng là thái trưởng công chúa không nên ngồi lâu, phu nhân lo lắng cũng đúng mà. Thái trưởng công chúa liếc mắt nhìn Giang thị, "Thấy chưa, nó nói tốt cho người đấy, thế thì ta đây đành đi nằm." Chương 67. Không khí trong phòng tràn đầy vui vẻ yêu thương, chờ đến khi thái trưởng công chúa đắp kín chăn rồi thì mấy người nhạc quỳnh mới đi vào. Thái trưởng công chúa nhìn thấy nhạc quỳnh đi vào mới nói, chờ lát nữa đưa Hoan Nhi về như lúc đầu đi, về sau lại có mấy chuyện như này thì phải nhớ tuyệt đối không được để lộ tin tức. Nếu như làm phá hủy thanh danh của Hoan Nhi thì đó là lỗi của ngươi. Nhạc Quỳnh căn bản cũng an bài cực kỳ cẩn thận rồi, nghe lời Thái trưởng công chúa dạy bảo liền vội vàng đáp lời. Mẫu thân yên tâm, lúc đến đây là do chỉ điện hạ tự mình đi đón, lúc nào quay về đương nhiên hầu phủ cũng sẽ đưa tiến cẩn thận. Hả? Thái trưởng công chúa nhìn lướt qua Yến chỉ đang đứng đằng sau. "Tiểu thất, là con đi đón." Yến chỉ bước lên phía trước, cười nói sang sảng. "Phải, hầu gia và chi phủ đại nhân không tiện ra mặt, con là người từ kinh thành đến, nên khi nói là phụ mệnh thái trưởng công chúa đến tần phủ đón người thì không có ai nghi ngờ gì cả." Nghe đến đây, thái trưởng công chúa không khỏi cảm thấy được Yến chỉ suy xét chu đáo. "Nếu là nhạc thanh hay nhạc giá đi." cùng là người cầm châu thì khó tránh khỏi mấy tin đồn nhảm, ngược lại Yến Chỉ không giống như thế. Hắn còn có địa vị rất cao nên đến đón còn có thể làm tăng thanh thế cho tần hoan. Thái trưởng công chúa lấy lại bình tĩnh. Tốt lắm, vậy lát nữa con đưa hoan nhi về đi. Thái trưởng công chúa là người hiểu rõ nhất hoàn cảnh của tần hoan ở tần phủ. Đương nhiên bà muốn tìm biện pháp để tần hoan có thể đứng vững trong tần phủ. Vì thế bà mới lợi dụng thân phận của Yến Trì. Thế nhưng bà lại không biết Yến Chỉ đã nắm được đúng tâm tư của bà, hắn thậm chí còn vui mừng để cho bà lợi dụng. Được, cô nái nái yên tâm, tiểu thất nhất định đưa cửu cô nương trở về cẩn thận. Trong mắt tần hoan hơi mờ mịt. Vâng, mấy ngày trước đại tẩu về thăm nhà, trên đường về có lẽ do mệt nhọc quá độ nên bị ra chút máu, hiện tại đại tẩu đang phải điều dưỡng. Thái trưởng công chúa nhíu mày. Nữ nhân sinh hài tử cũng giống như bước một chân vào quỷ môn quan, phải cẩn thận từng ly từng tí. Đại tàu con mang thai là đích trưởng tôn, nghe nói đại ca con cũng là một người khá tốt, rất có danh tiếng ở Cẩm Châu, tương lai trung dũng hầu phủ ở Kinh Thành ra chút lực, lại cộng thêm nhà ngoại là chi phủ Kiến Châu, đương nhiên đại ca ngươi sẽ có tiền đồ tốt. Diêu Tâm Lan là thứ nữ của chi phủ Kiến Châu, Tần Hoan thật không biết bên chi phủ Kiến Châu đó có thể ra được lực gì cho Tần Sâm. Giống như đã nhìn ra được vẻ khó hiểu của Tần Hoan, Thái trưởng công chúa lại nói tiếp, Chi phủ Kiến Châu cũng sắp thăng chức rồi, trở về kinh thành thế nào cũng sẽ làm quan tam phẩm, mà hắn có bạn bè thân thiết ở khắp đại chu, cho nên tiếng nói của hắn cực kỳ có trọng lượng. Chờ đến sang năm đi, sang năm tình hình trong kinh thành ổn định rồi thì bảo đại ca con lên kinh, đến lúc đó nếu như cần thiết thì ta viết phong thư gửi về là được. Cho dù là đã rời xa kinh thành nhiều năm, thế nhưng thái trưởng công chúa vẫn là thái trưởng công chúa Hiện tại bà nói lời này cũng chính là nguyện ý giúp Tần Sâm một lần. Tần Hoan vội vàng cảm tạ Thái trưởng công chúa thay cho Tần Sâm. Nói thêm vài câu nữa thì Tần Hoan đích thân bón thuốc cho Thái trưởng công chúa, uống xong thì Thái trưởng công chúa hơi buồn ngủ. Tần Hoan viết phương thuốc mới rồi cùng Lục tụ thay thuốc và băng bó lại miệng vết thương, sau đó mới lui ra ngoài. Vừa đi ra cửa Tần Hoan liền thấy trong sân đã có thêm hai cái đèn lồng trên mặt đèn cũng không phải những hình vẽ tầm thường mà toàn là chữ viết cực kỳ cương nghị đẹp đẽ tần hoan nhìn thêm lần nữa phát hiện toàn bộ đều là kinh phật giang thị thấy nàng nhìn đèn lồng liền nói sắp đến lễ thu tịch rồi hàng năm cứ đến lễ thu tịch thì ở thành cẩm châu đều có hội đèn lồng mấy năm trước hầu phủ đều quyên góp rất nhiều thuyền đèn còn năm nay hai năm nay liên tiếp gặp chuyện không may thân thể mẫu thân cũng không tốt nên hầu phủ không tiện làm phô trương như mấy năm trước. Có điều quyên góp thuyền đèn cũng là tạo phúc cho dân chúng, năm nay không làm quá sạc sỡ nữa, chỉ quyên hai chiếc để cầu phúc là được rồi. Còn cái này là đèn lồng ta đặt làm ở bên ngoài, mẫu thân nhìn thấy rất thích nên mới giữ lại hai cái. Đừng nói thái trưởng công chúa thích, ngay cả tần hoan cũng sinh lòng yêu thích. Giang thị kéo tần hoan đi lên trước, Nhạc Quỳnh và Yến Chỉ không biết vì chuyện gì mà lại muốn đi thư phòng, Nhạc Thanh lại không muốn rời đi. Yến Chỉ nhìn lướt qua Nhạc Thanh, cũng không nhìn Tần Hoan mà đi thẳng theo Nhạc Quỳnh. Nhạc Thanh ở bên cạnh nghe được lời Giang Thị nên mới nói. Ngay cả năm nay không làm lớn thì đến lúc đó cứ đi xem hội đèn lồng thôi là được rồi. Giang Thị quay đầu lại lườm hắn. Đương nhiên, lúc đó phải đi phóng sinh cầu phúc, với đi phát lương thực cứu tế cho lưu dân phía Nam đương nhiên không bắt mấy đứa đi chung hôm đó gọi ca ca con đi chung mấy ngày nay nó cũng quá chán nản rồi nhạc thanh vội vàng đáp lời sau đó ánh mắt vội chuyển sang tần hoan cửu cô nương có muốn đi chung không giang thị nghe thấy thế đáy mắt hơi sáng lên phải rồi hôm đó hoan nhi đi chung đi mặc dù năm nay không thể náo nhiệt xa xỉ như những năm trước nhưng hầu phủ vẫn có hai chiếc thuyền đèn nếu con muốn đi xem đèn thả trôi sông thì cũng cực kỳ thuận tiện ở Đại Chu, ngày 15 tháng 8 là tiết Thu Tịch, bình thường là sẽ tổ chức lễ hội từ hai ngày trước. Dù là kinh thành hay Cẩm Châu thì đều tổ chức hội đèn lồng và công viên giải trí. Ở phía nam thành Cẩm Châu có một hồ tên là Lệ Thủy, cứ tiết Thu Tịch mỗi năm đều tổ chức hội đèn lồng ở bên bờ hồ Lệ Thủy. Khi đó tất cả khu vực hồ Lệ Thủy đều sáng rực suốt đêm, có nhà phú quý quyên góp thuyền đèn, cũng có khu trò chơi giải trí náo nhiệt trên khắp các con phố người thì ra hồ thả hoa đăng cầu phúc, người thì túm năm tụ ba dạo chơi ngắm đèn. Không chỉ có như vậy, tiết thu tịch còn là thời điểm thích hợp để những cặp tình nhân bày tỏ tình cảm với nhau. Có điều đối với người chưa xuất giá như Tần Hoan mà nói thì hội đèn lồng này cũng chỉ là dịp vui chơi ngắm đèn thôi. Cửu tiểu thư trước đây đã đến thành Cẩm Châu được 4 năm nhưng chưa bao giờ được đi tham dự hội đèn lồng tiết thu tịch. Tần Hoan chỉ không biết lúc đó có được phép ra ngoài hay không tùy nói là tần hoan hiện tại có thể tự mình đi ra ngoài thế nhưng nàng thật sự đoán không ra tường thị và lâm thị có cho phép nàng đi tham dự lễ hội này hay không giang thị vừa nghe thấy thế liền cười đến lúc đó bảo ngưng nhi đi đón con không thể có chuyện không cho phép được tần hoan cũng cười vâng vậy đến hôm đó làm phiền tiểu quận chúa rồi giang thị bật cười mấy hôm nay trong nhà bận rộn Ngoại trừ Thanh Nhi không lo không nghĩ gì thì Giá Nhi và Ngưng Nhi lại có nhiều chuyện phiền lòng, hôm đó con đến đây là thêm người thêm vui. Trong phủ có chuyện gì thì Trung Quy vẫn là chuyện của người lớn, mấy đứa vẫn còn nhỏ nên không cần phải lo lắng mấy thứ này, đến hôm đó ta bảo người làm thêm nhiều đèn trời nữa, cho bọn con thả thoải mái. Tuy Giang Thị vui mừng nhưng trong giọng nói vẫn có chút bất đắc dĩ, nếu như không xảy ra chuyện của Tống Nhu thì bây giờ hầu phủ vừa có một hỷ sự, lại vừa có thêm một tiểu bối nữa đến lễ hội thì có cả nhi tử lẫn nhi tức, đại gia đình quê quần hòa thuận mỹ mãn mới là chuyện vui mừng. Mà hiện tại hỷ sự của hầu phủ bị xáo trộn, tống nhu chết không nhắm mắt không nói, mà trong lòng của nhạc giá chỉ sợ lại có thêm một bóng ma tâm lý, giang thị là mẫu thân đương nhiên sẽ lo lắng. Phải rồi, Thanh Nhi, con nhớ gọi cả điện nhi của tống gia cùng đi. Giang thị nói xong lại thở dài. Đều là người số khổ, thằng bé cũng không dễ dàng gì, hôm đó bảo nó đi chơi với các con cho khuê khỏa. Đương nhiên nhạc thanh đồng ý. Mẫu thân không nói thì nhi tử cũng sẽ gọi. Đi dọc theo hành lang gấp khúc trong phủ về phía đông có một sành nhỏ, nhạc ngưng đang đợi ở trước cửa phòng. Mẫu thân, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi. Giang thị quay đầu nhìn nhạc thanh cười nói. Cơm trưa hôm nay chia làm hai, phần của con đã mang đến thư phòng ngoài kia rồi, đi qua đó ăn cơm với phụ thân con đi. Nhạc Thanh quét mắt về phía Tần Hoan rồi xoay người rời khỏi. Giang thị cũng nhìn lại Nhạc Thanh một cái rồi kéo tay Tần Hoan đi vào trong. Đương nhiên Nhạc Ngưng cũng biết sáng nay Tần Hoan đi đâu làm gì, Tần Hoan vừa vào cửa nàng đã hỏi. "Sáng nay có tìm ra manh mối mới không?" Tần Hoan gật đầu, "Tống tiểu thư không phải là chết bên trong kiệu, có thể chi phủ đại nhân sẽ tìm ra hiện trường gây án, cũng cực kỳ có khả năng sẽ tìm thấy đầu của Tống tiểu thư." Nếu như có thể phát hiện thêm manh mối khác thì sẽ dễ dàng tìm ra hung thủ hơn. Nhạc ngưng gật đầu nhưng có hơi khó chịu. Ta vốn định cùng đi nhưng phụ thân và mẫu thân không cho. Giang thị nghe vậy lườm nàng một cái. Con còn dám đi, lần trước đã nôn không ra hình người rồi. Bị nhắc đến chuyện mất mặt lần trước làm nhạc ngưng không nén được giận, nàng hất hàm. Đó là lần đầu tiên thôi, trước đây chưa thấy qua bao giờ, còn sau này thì đỡ rồi. Nói xong nàng lại nhìn ngược về tần hoan. Vì sao ngươi chẳng có chút khác thường nào thế? Chẳng lẽ trước đây ngươi đã mổ thi nghiệm sát rất nhiều lần rồi? Giang thị trao mày. Ăn cơm, nói mấy chuyện này làm gì? Nhạc ngưng không để ý đến Giang thị, nàng vẫn nhìn chằm chằm tần hoan. Đây là nghi vấn rất lớn trong lòng nàng nên đương nhiên muốn được giải đáp. Kỳ thật đừng nói là nhạc ngưng, ngay cả Giang thị cũng hơi tò mò. Thấy cả hai người đều nhìn mình chăm chăm, Tần Hoan khẽ cười. Đương nhiên là không rồi, có thể là do Thiên phú dị bẩm đi. Thiên phú dị bẩm? Nhạc Ngưng nhíu mày. Nói kỹ hơn đi. Tần Hoan cười yếu ớt. Thiên phú dị bẩm chính là, cũng giống như lần đầu tiên tập võ, nhưng công chúa múa võ đẹp hơn ta rất nhiều, tiếp thu cũng nhanh hơn ta. Đây gọi là thiên phú dị bẩm. Nói vậy cũng chính là nàng tuy không giỏi võ công, nhưng học y và nghiệm thi thì nàng rất có năng khiếu. Nhạc ngưng đã hiểu, nàng cười nói. Ăn cơm thôi, mặc dù ta không hiểu y thuật và nghiệm thi nhưng nhìn ngươi tìm kiếm manh mối pha án ta thấy rất thú vị. Đợi cơm nước xong rồi ngươi giải thích thêm cho ta một chút. Tần Hoan đành phải thuận theo. Đương nhiên là được. Giang thị nghe thấy thế lắc đầu bất đắc dĩ. Hai đứa các con, thôi kệ, vốn cũng chẳng giống khuê tú nhà người ta. Tần Hoan và Nhạc Ngưng liếc nhau rồi cùng nở nụ cười bọn họ một người thích tập võ còn một người lại am hiểu nghiệm thi, đúng thực sự là khác hoàn toàn với các tiểu thư khuê tú của nhà bình thường. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 68. Kẻ nào tàn nhẫn như vậy, có thể dùng cách giết người ghê rợn thế này. Sau khi ăn xong, nhạc ngưng kéo Tần Hoan ra một bên hỏi han về án tử của Tống Nhu. Tần Hoan gật đầu. Phải, thủ đoạn của hung thủ quá mức hung tàn, có thể là rất hận Tống Nhu nhưng cũng không nên chặt đầu chứ. Tiểu thư tống ra xuất thân cao quý, nên rất khó có thể quen biết được người hung hán tàn bạo như vậy. Hơn nữa, bình thường nàng cũng chỉ ở trong khuê phòng, sao có thể gây thù chuốc oán với người ta. Tần Hoan lập tức nghĩ đến dấu răng ám muội trên đầu vai Tống Nhu. Nàng cục mắt rồi lắc đầu. Rất khó nói, cho dù là chỉ ở trong khuê phòng thì cũng chẳng có gì đảm bảo rằng nàng ta sẽ không khiến người khác bực bội vì một số chuyện vặt vãnh. Ai cũng vậy, đôi khi bản thân ngươi không nhận ra thế nhưng có lẽ người khác đã căm thủ ngươi đến tận xương tủy rồi trên đời này mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau cũng không phải ai cũng phân biệt gió thị phi tần hoan dừng lại một chút rồi nói hoặc có thể nói hung thủ chắt đầu của tống tiểu thư là bởi vì muốn che giấu cái gì đó nhạc ngưng nhướn mày muốn che giấu cái gì tần hoan gật đầu đảo đảo con ngươi có lẽ là trên đầu tống nhu có manh mối mấu chốt gì đó cho nên hung thủ mới chặt đứt để đánh lạc hướng điều tra. Nói đến đây đột nhiên tim tần hoan đập mạnh, nếu như Tống Nhu bị giết chết ở bên ngoài thì hung thủ làm thế nào để mang xác nàng ta vào trong kiều? Chẳng lẽ suốt cả một ngày đều không có ai đến hỏi han gì nàng ta sao? Xác chết không có đầu thì liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra rồi, rốt cuộc là hung thủ dùng biện pháp gì để che mắt người khác. Trong đầu tần hoan dối như tơ vò. Thế nhưng nàng chỉ nghĩ chứ không nói ra ngoài. Hiện giờ không giống với trước đây khi đi cùng phụ thân, hiện tại nàng chỉ làm việc mình nên làm, còn những việc khác thì để cho chi phủ đại nhân đi điều tra thôi. Nhạc Ngưng hơi giật mình, bỗng nhiên ánh mắt trở nên nặng nề nhìn Tần Hoan. Ngươi còn nhỏ hơn ta một tuổi, sao giọng nói lại có vẻ tang thương như vậy? Dừng một chút, Nhạc Ngưng nói thẳng, "Tần phủ còn có ai bắt nạt ngươi à?" Tần Hoan cười to rồi lắc đầu không có nữa rồi, ta đến hầu phủ trần bệnh họ cũng đều biết, nể mặt mũi của hầu phủ nên bọn họ không dám nữa rồi. Nhạc ngưng gật đầu. Vậy cũng tốt. Nói xong nàng lại bất đắc dĩ. Người đã có y thuật tốt như vật, sao không để lộ ra từ sớm, như vậy người khác cũng không dám khinh thường nhục mạ ngươi nữa. Trước đây ngươi nghĩ cái gì vậy? Tần Hoan thu hồi ánh mắt. Trước khi còn nhỏ tuổi nên cứ nhượng bộ rồi nhượng bộ, dù sao ta cũng chỉ là một người ăn nhờ ở đầu đột nhiên đôi mắt nhạc ngưng lóe sáng. Vậy lần trước ngươi rơi xuống hồ là có chuyện gì? Tần Hoan cười khổ. Chẳng lẽ quần chúa cũng nghe được mấy lời đồn đại bên ngoài? Nét mặt nhạc ngưng có hơi không được tự nhiên, nàng ho nhẹ một tiếng. Ta không có ý dò la bàn tán linh tinh, chẳng qua tần phủ tự cho là che giấu tốt thế nhưng thành cẩm châu lớn như vậy, ai ai cũng đều biết cả rồi. Ngươi cứ nói đi, ngươi có phải nhảy hồ vì công tử chi phủ không? Tần Hoan đặt ly trà xuống, trong mắt toàn bất đắc dĩ. Đương nhiên không phải, đêm hôm đó trời mưa to, bên bờ hồ bán nguyệt rất trơn nên ta mới trượt chân rơi xuống. Cái gì mà công tử chi phủ chứ, chẳng biết là ai nói bậy như vậy. Tức là ngươi không thích công tử chi phủ. Lông mày nhạc ngưng nhíu chặt, không hỏi rõ ràng thì không thôi. Tần Hoan giang tay nhún vai, nét mặt cực kỳ thản nhiên. Xưa giờ mới chỉ gặp qua được vài lần, sao có thể nói là thích cũng chẳng biết kẻ nào trong phủ đặt điều nói ra mấy lời như vậy, khó trách quận chúa hiểu lầm. Nhạc ngưng nghe đến đây liền gật đầu mãn nguyện. Thế cũng tốt, công tử chi phủ cái gì chứ, ta xem hắn chỉ là cái loại công tử nhà giàu vô vị chỉ biết trêu gió gẹo trăng, đã thế còn lúc nào cũng ra vẻ tự cao tự đại, chẳng có chỗ nào xứng với ngươi. Tần Hoan đột nhiên muốn trêu chọc. Nói ra thì tuổi của quận chúa đã đến lúc rồi, hầu gia và phu nhân đã mai mối gì cho quận chúa chưa? Không biết quần chúa xem trọng người như thế nào nhỉ? Nhạc ngưng nghe thấy thế cũng không xấu hổ hay giận dữ gì, chỉ lắc đầu. Hôn sự của đại ca gây ra chuyện náo loạn như vậy nên nhất định là mẫu thân muốn để ta ở lại thêm hai năm nữa. Còn nói đến ta xem trọng người như thế nào hả? Đầu tiên đánh thắng ta đã rồi tính tiếp. Tần Hoan nghe thấy biết rõ ràng là nhạc ngưng đang đùa. Lúc nàng còn nhỏ đã bôn ba cùng phụ thân đi khắp nơi rồi, gần như cứ hai năm là đổi một chỗ ở cũng có nghĩa là nàng chưa bao giờ ở một chỗ quá lâu, đương nhiên không có kết giao bằng hữu. Cho đến khi nàng về kinh thành, thỉnh thoảng nàng cũng cùng mẹ đi giao lưu với các tiểu thư quý tộc trong kinh. Thế nhưng đám quý nữ kinh thành này đều mắt cao hơn đầu, luôn luôn để cao nguồn gốc danh gia vọng tộc hay bối cảnh phe cánh trong chiều. Tuy phụ thân nàng là quan tam phẩm đại lý tự khanh địa vị cao quý thế nhưng cũng không so sánh được với những công hầu bá tước thế lực mạnh mẽ lại cộng thêm phụ thân xuất thân hàn môn không có chỗ dựa cũng không theo bẻ cánh nào cho nên đám quý nữ này còn không muốn kết giao với nàng chưa đừng nói trở thành bằng hữu thân thiết sau đó nàng cũng chẳng còn ý định đi kết giao bằng hữu nữa ngoại trừ trường hợp bất khả kháng thì nàng rất ít lui tới mấy chỗ hội hoa xuân hay tiệc trả xã giao đến đó cứ phải giả vờ ân cần thì thả ở nhà xem hồ sơ vụ án của phụ thân còn có ích hơn tần hoan nhìn nhạc ngưng Lần đầu tiên nàng cảm nhận được tình cảm bạn bè khuê mật. Hai người nói chuyện một lúc thì tiểu nha đầu thiếp thân của Nhạc Ngưng là Lục Kỳ đi đến. "Tiểu thư, chỉ điện hạ phái người đến nói là không còn sớm nữa, cửu cô nương nên trở về phủ rồi." Nhạc Ngưng nhìn sắc trời bên ngoài rồi nhíu mày. "Vẫn còn sớm cơ mà." Tần Hoan bật cười. "Hai ngày này ta vẫn còn phải đến nữa, bệnh của thái trưởng công chúa vẫn chưa thể coi thường được. Quân chúa chớ trách." lần sau ta tới lại nói chuyện vụ án với quận chúa nhạc ngưng thở dài rồi giận dò chỉ điện Hà cũng kỳ có tên tuổi ở phía tây người ở trước mặt hắn cũng phải cẩn thận một chút nghe nói lúc hắn hung dữ lên thì thân thích cũng không nhận ngay cả giặc nhung cũng rất sợ hắn cho nên người đừng vội tin dáng vẻ ngoan ngoãn lanh lợi trước mặt tổ mẫu của hắn một người có tâm tư sâu xa thủ đoạn tàn nhẫn thì tuyệt đối không thể giống người bình thường ý cười của tần hoan càng sâu vâng ta đã biết, vận chúa yên tâm đi. Nhạc ngưng nhíu mày, giọng nói thêm phần nặng nề. Thực sự là không yên tâm lắm, tính tình ngươi quá nhu nhược rồi. Tần Hoan lại cười bất đắc dĩ, phải cam đoan thêm mấy câu nữa thì nhạc ngưng mới cho phép nàng ra khỏi cửa. Bạch Phong đang chờ ở bên ngoài, nhìn thấy nàng đi ra hắn vội vàng hành lễ. Cửu cô nương, điện hạ nhà ta đã chờ cô nương ở cửa phủ, xin mời người. Tần Hoan gật đầu, nàng cáo từ nhạc ngưng rồi đến tiền viện cáo từ giang thị sau đó mới đi ra khỏi phủ tần hoan và phục linh đi ở đằng trước bạch phong đi theo phía sau hắn rõ ràng là một người sống thế nhưng đi trên đường không hề nghe thấy tiếng bước chân nào phục linh vốn đã sợ yến trì rồi cho nên cũng sẽ có tâm lý hơi sợ sợ với bạch phong nàng căng thẳng theo sát sau lưng tần hoan vừa ra khỏi cửa phủ liền thấy một chiếc xe ngựa rất hoa lệ đã dừng sẵn ở đó tần hoan trợn mắt nhìn nhìn bốn phía xung quanh xe ngựa nhưng cũng không thấy bóng dáng yến chỉ đâu tần hoan quay đầu lại nhìn thoáng qua bạch phong im lặng vô thanh ở phía sau mình nàng chỉ thấy bạch phong cúi đầu chứ không nói một lời nào cả tần hoan nhíu mày thôi bỏ đi vốn cũng không nhất định phải là yến chỉ đưa mình về mới được chỉ cần bạch phong đánh xe ngựa là được rồi thân phận yến chỉ cao quý mặc dù hắn đã đến Cẩm Châu nhưng nhìn hắn thường xuyên ra vào thư phòng bàn bạc cùng với Nhạc Quỳnh mới biết hắn cũng không phải là người nhàn rỗi gì. Tần Hoan thở phào, không còn thắc mắc gì nữa, nàng đi thẳng ra chỗ xe ngựa. Ra đến nơi, Tần Hoan chuẩn bị vén rèm xe lên, thế nhưng vừa vén lên thì nàng lại cực kỳ sừng sốt. Bên trong xe ngựa, Yến chỉ mặc bộ áo bào màu đen ngồi đó giống như một bức tượng đại Phật dưới ánh sáng lờ mờ khiến người ta kinh hãi hắn lười biếng dựa trên vách xe nhìn thấy dèm xe được vén lên hắn bĩu môi một cái sao lại lâu như vậy tần hoan sững sờ vẫn đang không phản ứng kịp nàng vốn cho rằng yến trì là có việc nên rời đi rồi thế nào cũng không ngờ được là hắn lại ngồi sẵn vào trong xe ngựa chuyện nam nữ cấm kỵ ở đại chu tuy rằng không nghiêm thế nhưng ngồi chung xe ngựa thì cũng không thỏa đáng lắm hắn và nàng cũng không tính là quá thân quen hầu phủ lại chẳng phải là thiếu xe ngựa. Huống chi sáng nay chẳng phải là hắn vẫn cưỡi ngựa sao? Thất thần cái gì? Yến chỉ thấy tần hoan hoa đá một lúc còn chưa động đậy, hắn cất tiếng hỏi. Mặc dù hắn ở bên trong xe ngựa, ngăn cách bởi một bức rèm cửa, thế nhưng hắn luôn chú ý đến động tĩnh ở bên ngoài. Nàng phát hiện hắn không ở đó mà cũng không hỏi han câu nào, giống như hắn có đưa nàng về hay không cũng chẳng quan trọng lắm. Tần Hoan phục hồi tinh thần, nàng nhanh nhẹn bước lên xe. Yến chỉ đã ở bên trong thì đương nhiên Phục Linh cũng không dám ngồi, nàng nơm nớp lo sợ ngồi ở bên ngoài càng xe. Nàng tò mò quan sát Bạch Phong, nhìn mãi một lúc lâu sau mới thở phào nhẹ nhõm, nàng nhận thấy người thị vệ áo trắng này không không cho người ta sợ hãi như trì điện hà. Bạch Phong vung roi, xe ngựa bắt đầu lăn bánh. Trong xe rất chật hẹp, tần hoan cố gắn ưỡn thẳng sống lưng. Yến nhìn người này, theo như lời nói của nhạc ngưng, hắn chỉ cười cười nói nói ngoan ngoãn lanh lợi trước mặt thái trưởng công chúa và phu thê nhạc quỳnh. Thế nhưng Tần Hoan cũng tự mình hiểu được, khi hắn thể hiện ra dáng vẻ đó thì sự lạnh lùng xa cách không quan tâm đến thế gian mới thực sự là tính cách của Yến Chi. Nói chuyện với nhạc ngưng lâu như vậy à? rèm xe đã hạ hết xuống, trong xe ngựa chỉ có ánh sáng mờ ảo u ám, gương mặt của Yến Chi lại ẩn sau chỗ tối ngay cả đôi mắt kia cũng cực kỳ thâm trầm khiến Tần Hoan không nhìn ra hắn vui vẻ hay phẫn nộ. Mà khi hắn mở miệng hỏi thì Tần Hoan càng đoán không ra. Phải, quân chúa rất có hứng thú với vụ án nên mới hỏi ta mấy vấn đề. Hàn Nguyện dùng có tiện tay không? Yến chỉ lại hỏi. Trong lòng Tần Hoan hơi ngọ nguậy, nàng gật đầu. Không chỉ có Hàn Nguyệt tiện tay, bộ bao tay Điện Hạ đưa cũng cực kỳ phù hợp. Đa tả Điện Hạ. Yến chỉ híp mắt, hắn dừng lại không nói tiếp nữa. Khóe mắt tần hoan co giật, bỗng nhiên nàng cảm nhận được Yến chỉ hơi tức giận, nhưng vừa rồi rõ ràng là nàng đã khích lệ với cảm tạ hắn rồi mà, sao hắn lại tức giận nữa. Trong lòng tần hoan chẳng chịt nghi vấn không lý giải được. Người có còn nhớ đây là phí chữa bệnh không? Mặc kệ tần hoan sừng sốt mãi một lúc sau Yến chỉ mới mở miệng, giọng nói hắn càng nặng nề, ý tức giận càng rõ ràng. Câu này vừa nói ra thì trong đầu tần hoan đột nhiên lóe sáng, nàng đã hiểu rồi. chương 69 Đúng rồi, tố vấn cử châm và bộ bao tay chính là phí chữa bệnh yến chỉ đưa cho nàng, nhờ nàng chữa thương cho hắn. Thế nhưng vết thương của hắn ít nhất phải nửa tháng mới có thể khỏi hẳn, trong khi nàng là đại phu, thu nhiều phí chữa bệnh như vậy mà lại không để ý gì đến vết thương của hắn. Tần Hoan khẽ hít vào. Vết thương của Điện hạ, khô, phương thuốc đưa cho ngài ngài có dùng không? Tần Hoan hơi ngại ngùng, lấy phí chữa bệnh quý giá như vậy, vậy mà lại quên luôn thương tích của người ta. Điền Hạ có làm theo lời Tần Hoan nói không? Miệng vết thương đã thay thuốc chưa? Tần Hoan trột dạ nên hỏi rất cẩn thận, Yến chỉ híp mắt nhìn nàng một lúc rồi bỗng nhiên nói. Người nói vết thương của ta phải dưỡng nửa tháng mới khỏi. Tần Hoan gật đầu. Vâng, vết thương của Điện Hạ bị rách miệng rất nhiều lần, hiện tại đã cực kỳ nghiêm trọng rồi. Yến chỉ hất hàm. Thời gian ta ở lại Cẩm Châu không còn nhiều lắm, người tốt nhất trong vòng 7 ngày chữa khỏi cho ta. Tần Hoan hơi kinh ngạc, nàng căn bản đã biết Yến Trì không ở lại đây quá lâu thế nhưng khi biết hắn chỉ cho nàng 7 ngày thì vẫn ngạc nhiên. Ngay lập tức nàng khẩn trương cứ như bầy trận đón địch. 7 ngày. Thấy nàng do dự, giọng nói Yến Trì trầm xuống. Không được. Tần Hoan lắc đầu. Không phải, chỉ là tần hoan cần phải nghiên cứu sâu hơn phương thuốc tần hoan đưa điện hạ đá là đẩy nhanh quá trình liền ra nhất rồi nếu muốn nhanh hơn nữa thì phải đổi phương thuốc khác tần hoan cần phải suy nghĩ đá yến chỉ nghe thấy thế cũng không đưa ra ý kiến gì vậy cho ngươi thời gian suy nghĩ tần hoan gật đầu nàng cục mắt xuống bắt đầu chìm trong suy nghĩ mặc dù hôm nay nàng dùng lý do thiên phú dị bẩm để thoái thác nhạc ngưng nhưng trên thực tế nàng tuyệt đối không phải là người có thiên phú dị bẩm. Ngày xưa nàng đi theo phụ thân, phụ thân cũng chưa tận lực dạy dỗ nàng, tự nàng phải nỗ lực rất nhiều. Về sau nàng bái sư dược vương tôn hy, nàng cũng phải chăm chỉ nghiên cứu rất nhiều thì mới được dược vương coi trọng thu làm đệ tử môn hạ. Nàng tự mình trần bệnh cũng không nhiều lắm, thế nhưng nàng lại nghiên cứu rất sâu về các loại bệnh thường gặp chính vì vậy ngược lại y thuật của nàng còn cao minh hơn những đại phu đã trần bệnh nhiều năm hiện tại yến chỉ đưa ra cho nàng một đề khó tự nhiên cũng khiến nàng nhớ đến những nghiên cứu và rèn luyện bao nhiêu năm nay của nàng thấy ánh mắt tần hoan lúc sáng lúc tối trên mặt tràn đầy trầm tư yến chỉ bất giác nhách môi cười hiện tại bao quanh tần hoan là một bầu không khí rất chuyên chú loại không khí này giống như một lớp màng ngăn cách người sống chớ lại gần vừa lạnh lùng vừa nghiêm nghị. Nếu so sánh với lúc nàng mổ thi nghiệm xác thì loại nghiêm trang cẩn thận tỉ mỉ này lại có thêm một chút dịu dàng, giống như vầng trăng non sáng rực rỡ giữa đêm lạnh, khiến cho hắn không kìm được lòng mà nhìn nàng một lần lại một lần. Kỳ Diệu thay, mỗi lần nhìn nàng thì trái tim của hắn lập tức yên tĩnh trở lại, cũng khiến cho hắn lần đầu tiên cảm thấy được nhìn một người đang xuất thần lại là một chuyện tốt đẹp đến như vậy lúc Tần Hoan đang tập trung tinh thần suy nghĩ thì rất không thích người bên cạnh ồn ào quấy giày, mà Yến Chỉ cứ như rất ăn ý với nàng, suốt cả đường đi hắn không mở miệng thêm lần nào nữa. mãi cho đến lúc xe ngựa dừng lại ở bên cạnh cửa tây của Tần phủ, trong đầu Tần Hoan đã xem xét hết toàn bộ sách thuốc mà nàng biết, đợi đến khi nàng phục hồi lại tinh thần thì cũng không biết xe ngựa đã dừng được bao lâu. Hả, đến rồi à? nàng vén màn xe lên thì thấy quả nhiên đã đến cửa bên của tần phù. Tần Hoan nghiêm mặt. Điện Hà yên tâm, ngày mai chắc chắn sẽ đưa ra một phương thuốc mới cho Điện Hà. Nói xong câu này thì Tần Hoan xoay người vén rèm xe lên đi xuống. Rèm xe bay phấp với còn thân ảnh nàng đã không thấy nữa. Yến chỉ trao mày, trong lòng hơi tức giận mà lại gần giống với thất vọng. Ngay tại lúc trái tim hắn đang chậm rãi chìm xuống thì rèm xe lại bị vén lên, khuôn mặt của tần hoan xuất hiện ở cửa xe, nàng nghiêm trang nói. Mấy ngày tới Điện Hạ đừng cưỡi ngựa, cứ ngồi xe ngựa là được, cũng không được tập luyện võ nữa. Xin Điện Hạ nhớ kỹ. Mặt mày Yến chỉ giãn ra, chỉ hờ hững, ừ, một câu. Tần Hoan gật đầu sau đó mới thả rèm xe xuống rời đi. Yến chỉ chờ một lúc, cho đến khi tiếng bước chân của Tần Hoan đi xa rồi mới vén rèm xe lên. Hắn nhìn ra từ trong khe hở, bóng lưng tần hoan giống như một bông sen xinh đẹp trong tranh thủy mặc, chỉ chớp mắt sau đã biến mất phía sau cánh cửa của tần phù. Tay Yến chỉ ngừng lại một chút rồi mới từ từ kéo rèm xe xuống. Một lúc sau Bạch Phong ở bên ngoài mới nói. Chủ tử, chúng ta đi đâu? Yến chỉ chậm rãi ngồi thẳng người lên bên trong xe ngựa, bỗng nhiên hỏi. Bạch Anh ở đâu? Bạch Phong hơi sừng sốt, giống như không ngờ được là Yến Trì lại hỏi như vậy, hắn khẽ nói hai ngày trước Bạch Anh đã đến Cẩm Châu, vẫn đang tra xét hành tung của đám người kia. Điền Hạ có gì phân phó? Yến chỉ nheo mắt. Tạm thời không cần tra xét nữa, ta muốn Bạch Anh bảo vệ một người. Bạch Phong lại ngây ngần cả người, hắn không dám khẳng định. Điền Hạ nói chính là, cửu cô nương. Trong xe hoàn toàn im lặng, Yến chỉ không trả lời đúng hay không đúng, chỉ chớp mắt sau hắn lên tiếng vừa lạnh lùng vừa nặng nề. Không được phép sơ xuất, Bên trong đinh lan huyền, tần hoan đã biết đến phương thuốc thứ 10. Phục linh rót cho tần hoan một ly trà nóng, nàng hơi đau lòng. Tiểu thư vừa về đến nhà đã bắt đầu viết phương thuốc, bây giờ trời đã tối rồi, đừng để hỏng mắt, tiểu thư nghỉ ngơi một chút được không? Ánh mắt chuyên chú của tần hoan thoáng buông lòng, Nàng hạ bút xuống nhưng lông mày vẫn nhíu chặt. Phục Linh tiến lên nói. Tiểu thư làm sao thế? Gặp chuyện gì khó xử à? Phục Linh nói xong thì thò người lên nhìn, nàng thấy có một vài vị thuốc mà mình không biết là gì. Bạch cập, hồ trượng, giáng hương, hoàng kỳ, xích thược, tiểu kế, thanh bì, tiểu thư, những vị thuốc này để trị bệnh gì thế? Tần Hoan nhấc ly trà lên, khẽ nhấp một ngụm nhỏ cho đỡ khô cổ rồi nói. Đều dùng để tiêu sưng giảm đau, ngăn ngừa lở loét trên cơ thể. Phục Linh gật đầu. Phương thuốc tiểu thư viết Mỗi đơn đều có mấy vị bạch cập này, thế nhưng lại không giống nhau hoàn toàn. Tiểu thư là chưa nắm chắc được phương pháp sao? Tần hoan thở dài, hiện tại trong đầu nàng tất cả đều là dáng vẻ ghê tợn của vết thương trên lưng yến trì. Thương tổn của hắn rất nặng, nếu dùng phương thuốc tầm thường thì phải tốn một chút thời gian mới có thể chữa khỏi. Thế nhưng hắn nói hắn chỉ ở lại cầm châu 7 ngày. Trong 7 ngày muốn điều trị khỏi vết thương của hắn là quá gấp gáp rồi. Nhưng hắn đã đưa ra yêu cầu này thì đương nhiên nàng chỉ có thể nghĩ cách làm hắn hài lòng thôi. Phải, không tìm ra phương pháp nào, cũng không có thời gian để thử nghiệm. Phục Linh tiến lên, xoa so bóp vai gáy cho Tần Hoan. Tiểu thư ngay từ buổi chiều nay vừa về nhà đã bắt đầu viết rồi, nô tỳ cảm thấy những phương thuốc này của tiểu thư đều có tác dụng lớn, nếu tiểu thư thật sự không tìm ra phương pháp tốt nhất thì cứ tùy tiện chọn một cái mà người nắm chắc nhất đi. Tần Hoan thở ra kinh nghiệm của nàng vẫn còn quá ít, nếu không thì đương nhiên có thể phán đoán được phương thuốc nào là hữu hiệu, hiệu nhất rồi. Không có cái nào nắm chắc nhất cả, chỉ có những đơn thường dùng thôi. Nhưng trước mắt thì những loại thường dùng lại không đủ công hiệu. Tần Hoan nói xong lại hơi đau đầu, nàng nhìn ra bên ngoài, thấy bóng đêm đã buông xuống cửa sổ. Bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, đã thu lợi từ hắn thì ít nhất cũng phải nỗ lực chữa thương cho hắn. Nếu nàng không thể đáp ứng yêu cầu của Yến Trì, nàng lấy phần phí chữa bệnh này đúng thực là không hợp lý rồi. Quyết định thôi, dùng đơn này đi." Tần Hoan cầm một phương thuốc lên, trong đó đều dùng các vị thuốc rất mạnh, là một phương pháp không giống với bình thường. Nàng hành y đều dùng những vị thuốc rất ôn hòa vững chắc, đây là lần đầu tiên nàng dùng đến những loại thuốc mạnh như vậy. Thế nhưng cũng phải thật mạnh thì mới có thể chữa trị thần tốc cho vết thương của Yến Trì. Tần Hoan thở hắt ra, lập tức đứng dậy. Đi mua thuốc. Phục Linh nghe thấy thế tràn đầy kinh ngạc. Đi mua thuốc, trời tối rồi mà tiểu thư. Tần Hoan cười khổ, nàng nghĩ đến dáng vẻ thâm trầm khó đoán của Yến Trì chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Ta cũng biết rõ hiện tại không còn sớm, có điều nếu như tối nay không phối xong thuốc thì ngày mai không có cách nào báo cáo kết quả rồi. Phục Linh giữ chặt lấy Tần Hoan. Tiểu thư, hay là đến kho thuốc trong phủ lấy. Tần Hoan ngừng chân, thật ra cũng không phải là không thể trước đây nàng làm thuốc viên cho diêu tâm lan cũng là lấy từ trong kho thuốc của phủ gia chẳng qua lần này nàng làm thuốc cho yến trì cũng không biết kho thuốc có cấp cho hay không tiểu thư lo lắng kho thuốc không cho lấy phải không phục linh và tần hoan đã quá quen những ngày tháng gian khổ cho nên nàng biết ngay lo lắng của tần hoan nàng nói tiểu thư hiện tại không giống lúc trước rồi chúng ta cứ thử đến hỏi xem có khi sẽ cho chúng ta lấy thuốc đó Tần Hoan nhìn sắc trời bên ngoài đã tối đen như mực rồi nên cũng hơi dao động. Đúng vậy, cứ thử một lần cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nghĩ như vậy Tần Hoan liền gật đầu. Được, vậy chúng ta đi thử xem. Phục Linh đáp lời rồi vơ lấy áo choàng mặc lên cho Tần Hoan, rồi lại lấy một mọn đèn đi theo Tần Hoan ra bên ngoài đinh lan huyền. Tần phủ phu quý nên trong phủ cũng có phủ y và kho thuốc. Tần Hoan dẫn Phục Linh cùng nhau đi về phía đông, không bao lâu đã gặp một loạt dãy nhà thấp thấp, kho thuốc chính là một tiểu viện nằm trong dãy nhà thấp này. Xưa nay dược liệu luôn là vật quý giá, bởi vậy tiểu viện cũng bố trí thủ về. Lúc Tần Hoan đi đến thì có hai nam bộc đang ngồi nhàm chán ngủ gà ngủ gật ở ngoài cửa, nghe thấy động tĩnh bọn họ mới mở to mắt, nhìn thấy người đến là Tần Hoan thì ban đầu họ ngẩn người, sau đó dường như nhớ đến cái gì, sắc mặt liền biến đổi. Cửu, cửu tiểu thư. Nét mặt Tần Hoan không có biểu cảm gì. Phủ y có ở trong không? Có có, Cửu tiểu thư có gì phân phó? Thấy thái độ của hai người cũng coi như cung kính, Tần Hoan liền nói thẳng. Ta muốn lấy dược liệu. Hai người lập tức mỉm cười, cúi người mời vào. Mời Cửu tiểu thư vào, hôm nay lão gia vừa mới căn dặn, nói là Cửu tiểu thư muốn dùng cái gì thì trong phủ đều phải cung cấp. Trước đây đại thiếu gia cũng đã căn dặn rồi. Cầu tiểu thư người muốn dược liệu gì thì cứ đến chọn là được. Đáy lòng tần hoan hơi kinh ngạc, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra, nàng đi vào bên trong mới nhớ đến vị tam thúc phụ mà sáng nay nàng gặp. Chỉ nhìn sắc mặt thì tần hoan cũng biết vị tam thúc phụ này thực sự là kẻ phong đáng, hiện giờ vừa mới qua 40 tuổi thôi mà dáng vẻ đã như bị khuét rỗng, nếu cứ tiếp tục thế này thì không quá một năm nữa thân thể ông ta sẽ suy sụp, có lẽ còn có thể sinh ra một loại bệnh nặng nào khác. Nhưng cho dù ông ta trầm mê tửu sắc, nhưng vẫn rất nhạy bén với quyền lực. Mới chỉ nhìn thấy Yến Chỉ đến phủ một lần mà đã phát hiện ra đủ mọi loại liên hệ giữa nàng và An Dương hầu phủ, thế cho nên mới thay đổi nhanh như vậy. Tần Hoan bước vào bên trong, một nam bộc đã chạy đi trước vào bên trong chính đường, rất nhanh sau có một nam tử trung niên khoảng hơn 30 tuổi từ bên trong chạy ra ngoài đón tiếp. Người còn chưa đến gần thì Phục Linh đã ở phía sau khẽ nói: "Tiểu thư đây là tiền đại phu trong phủ, lần trước tiểu thư bị ốm muốn dùng thuốc, chính là hắn đã lừa gạt để thu một khoản lớn. Cầu tiểu thư đến rồi, cầu tiểu thư đến là để lấy thuốc. chương 70, tiền bách nhận trưng ra một khuôn mặt tươi tắn, cũng có thể là do ông ta trột dạ nên giọng nói cực kỳ dè dặt cẩn thận. Tần hoan liếc hắn một cái đánh giá. Tuổi tác hiện nay của tiền bách nhận đúng là thời điểm tốt để ông ta rèn luyện y đạo, thế nhưng ông ta lại chọn làm phụ y để sớm sống cuộc đời an nhàn dáng vẻ ông ta hơi mập mạp trong lòng tần hoan cười lạnh một tiếng thế gian này kẻ xu nịnh bám lấy người trên chèn ép người dưới có rất nhiều cho dù có là đại phu thì cũng không thoát khỏi tư tưởng phàm tục như vậy tần hoan không nói gì mà chỉ gật đầu dáng vẻ tiền bách nhận lại càng cung kính không biết cửu tiểu thư muốn dược liệu gì Dược liệu trong phủ tuy số lượng mỗi loại không nhiều lắm nhưng những vị thuốc thông thường đều không thiếu. Cửu tiểu thư có đơn thuốc không? Cứ đưa đơn thuốc cho tài hạ, tài hạ có thể giúp cửu tiểu thư đi lấy thuốc. Tiền bách nhận vừa nói vừa trộm đánh giá tần hoan, trong một khoảnh khắc đột nhiên tần hoan nhìn ông ta một cái khiến cho trong lòng tiền bách nhận vừa căng thẳng vừa sợ hãi vì bị nhìn thấu. Ông ta một xem đơn thuốc của tần hoan, chỉ đến khi nhìn thấy đơn thuốc rồi mới hiểu được rốt cuộc y thuật của Tần Hoan là trình độ nào, tiện thể còn có thể học lòm. Ánh mắt Tần Hoan lạnh lùng, cộng thể vẻ nghiêm nghị không thể mạo phạm, tiền bách nhận hơi hốt hoảng nên vội vàng cười nói. Không thì tại hạ dẫn tiểu thư đi lấy thuốc là được rồi, cầu tiểu thư muốn lấy bao nhiêu thì cứ tự mình cân đối. Không cần. Tần Hoan khẽ lên tiếng, rút đơn thuốc trong tay áo ra. Nhìn Tần Hoan đưa đơn thuốc cho tiền bách nhận, Phục Linh đứng phía sau trợn tròn mắt. Ngay cả Phục Linh cũng biết Tiền Bách Nhận này là muốn học lỏm, sao tiểu thư lại đưa đơn thuốc cho ông ta? Thấy đơn thuốc trước mặt, đôi mắt Tiền Bách Nhận sáng như đèn, ông ta giơ tay lên nhận lấy rồi đảo mắt qua nhìn, giọng nói Tiền Bách Nhận càng trở nên ân cần. "Xin cửu tiểu thư chờ dây lát, tài hạ đi lấy thuốc đến cho người." Kho thuốc này chia làm hai gian, chính đường là nơi để khách đến xem bệnh, phía sau mới là phòng thuốc. Tần Hoan đứng ở bên ngoài, cũng không hề có ý định đi vào bên trong, Phục Linh nhìn thấy tiền bách nhận sai khiến một nam bộc đi vào trong liền đau lòng nói: "Sao tiểu thư lại đưa đơn thuốc cho hắn? Y thuật tiểu thư cao mình, đơn thuốc này cũng chính là một bảo bối, sao cứ dễ dàng đưa cho hắn xem như vậy?" Tần Hoan bị dáng vẻ nôn nóng của Phục Linh chọc cho bật cười. Trong y đạo đúng thật coi phương pháp dùng thuốc là bảo bối, có điều đơn thuốc này của ta cũng không quý trọng gì huống hồ có khi hắn xem cũng không hiểu đâu. Phục Linh cái hiểu cái không, nhưng nhìn Tần Hoan im lặng, trong mắt còn hơi rào hoạt như thể tất cả đã nằm trong dự liệu thì nàng mới yên lòng. Tiểu thư, thật đúng là, nô tỳ còn tưởng rằng tiểu thư không nghĩ đến điều này, tính tình của tiền đại phu này rất ưa xu nịnh, tiểu thư có đồ gì tốt nhất định đừng để cho hắn lén chiếm lợi. Tần Hoan thở dài. Em yên tâm, ta đã không còn là ta của trước đây. Phục Linh khẽ cười, đôi mắt hạnh tràn đầy chân thành. Bất luận tiểu thư trở thành cái gì thì nô tỳ đều đi theo tiểu thư, nô tỳ chỉ đau lòng tiểu thư thôi, cũng không muốn tiện lợi cho người xấu. Trong lòng tần hoan ấm áp hẳn lên. Ta biết, ta sẽ không nhân nhượng kẻ xấu. Phục Linh liên tục gật đầu, vừa nói xong thì đã có tiếng bước chân vang lên ở phía sau. Tiền bách nhận đi ra với khuôn mặt tươi cười, trên tay ôm mấy gói thuốc. Cầu tiểu thư, Dược liệu người muốn đều ở trong này rồi." Ông ta nói xong liền ngừng lại, ra vẻ như không chú ý hỏi một câu. "Lần này người làm thuốc cho ai vậy?" Phục Linh cầm lấy gói thuốc còn Tần Hoan Thu đơn thuốc về, lạnh nhạt nói. "Cái này ngươi không cần quan tâm." Nói xong nàng lại ngừng một chút, lấy thêm một lượng xạ hương. "Xạ hương này không viết trên đơn thuốc vừa này." Ý cười tiền bách nhận chợt cứng đờ, hơi xấu hổ nói. "Cầu tiểu thư đến chậm rồi." xả hương lưu trong phủ đã bị một tiểu nha đầu trong phòng đại thiếu gia lấy hết đi từ bốn ngày trước rồi. Nói là gần đây đại thiếu gia công việc vất vả nên hay bị hôn mê, hôm đó căn bản cũng còn lại không đến một lượng, đã bị mang đi hết rồi. Ánh mắt tần hoan đột nhiên trở nên hung ác. Là nha hoàn trong phòng đại thiếu gia lấy đi. Tiền bách nhận không thấy tần hoan có gì khác thường nên mới gật đầu. Phải, nếu như cửu tiểu thư không cần gấp thì ngày mai người trong kho sẽ ra ngoài chọn mua, còn nếu cần gấp thì sáng sớm mai phái một người ra ngoài mua cũng được. Trong lòng tần hoan cuồn cuộn sóng, nàng gật đầu qua quýt rồi xoay người bước đi. Tiền bách nhận còn muốn hỏi thêm nhưng tần hoan đi quá nhanh không cho hắn cơ hội lên tiếng. Nhớ lại đơn thuốc vừa rồi mình nhìn thấy, ông trao mày vắt óc suy nghĩ. Rốt cuộc là chị cái gì? Tiểu thư, người đi chậm một chút. Tần hoan đi thẳng một mạch, nghe thấy tiếng phục linh gọi mới đi chậm lại. Gió lạnh đêm tu tạt vào mặt mới khiến Tần Hoan tỉnh hồn lại, nàng siết chặt cổ tay áo, đôi mắt tràn đầy kinh hoàng sợ hãi của Diêu Tâm Lan hiện lên trong đầu nàng. Diêu Tâm Lan bị người ta bỏ xạ hương vào trong thuốc, mà trùng hợp là Tần Sâm lại phái người đến lấy toàn bộ xạ hương trong phủ đi. Xạ hương đích thực là có công hiệu đả thông kinh lạc, giúp an thần và ngủ ngon hơn, nhưng thật sự trùng hợp như vậy sao? nghĩ đến dáng vẻ diêu tâm lan biết rõ ràng có người hạ dược mình cũng không nói cho tần sâm và tường thị tần hoan cảm thấy hình tượng lương thiện hòa ái của tần sâm lập tức bị bao phủ bởi một bóng đen dày nặng tiểu thư vừa rồi tiền đại phù hỏi sao người không nói bừa với ông ta một câu có thể nhìn ra được phục linh cực kỳ phản cảm với vị tiền đại phu này tần hoan liếc nàng một cái việc gì phải bịa chuyện với ông ta phục linh hơi bực bội đương nhiên là ông ta muốn học lỏm tiểu thư, tiểu thư cứ nói xạo với ông ta là được, để sau này ông ta đi chữa bệnh rồi tự mình dùng thuốc không đúng, cho đáng đời. Tần Hoan nhíu mày. Vậy lỡ ông ta dùng thuốc sai cho người ta thì phải làm sao? Phục Linh nhất thời nghẹn lời. Thì. Ánh mắt Tần Hoan nghiêm túc. Phục Linh học y không phải để cho em dùng thuốc hại người. Phục Linh bị ánh mắt Tần Hoan dọa sợ, nàng vội vàng đáp lời nô tỳ không dám hại người chỉ là chỉ là muốn cho tiền đại phu một bài học thôi trước đây ông ta thấy chết mà không cứu tiểu thư lại còn nhân cơ hội vơ vét báo bở tần hoan lắc đầu cho dù có hận một người thì cũng không được dùng phương pháp này vậy vậy tiểu thư làm cách nào đối phó hung đồ giọng nói tần hoan nặng nề có thể dùng đao giết người thì ta sẽ không dùng dược phục linh ngập ngừng nô tỳ đã hiểu là nô tỳ nghĩ sai rồi Tần Hoan cũng không nhiều lời nữa, chỉ chăm chú đi về hướng Đinh Lan Uyển. Mặc dù nàng không hề có ý định dính dáng đến vũng nước đục trong tần phủ thế nhưng nếu nàng đã biết rõ người hạ độc cho Diêu Tâm Lan là ai thì nàng sẽ không nhịn được phải nhúng tay vào. Nếu không thì Diêu Tâm Lan và thai nhi trong bụng nàng ta chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng thật sự là tần sâm ư? Vì sao tần sâm phải hạ dược Diêu Tâm Lan? Vì sao hắn lại phải hại chính hài tử của mình? mà Tần Sâm nói cho nàng Diêu Tâm Lan có khả năng mắc phải bệnh điên. Tần Hoan nghĩ mãi không ra, cảm thấy Tần phủ bên ngoài thì có vẻ vinh quang phú quý, ngược lại bên trong lại cất giấu không ít tội ác. Mà thậm chí nàng có một dự cảm là những điều mình mới chứng kiến đây cũng chỉ là một góc của tảng băng chìm trong Tần phủ thôi. Đại thiếu gia, mắt thấy sắp đi đến Đinh Lan Huyền, Phục Linh vui vẻ hô lên một tiếng làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Tần Hoan tần hoan vừa ngước lên nhìn quả thật đã thấy tần sâm đứng ở trước cửa đinh lan uyển có vẻ như đang chờ các nàng tần hoan ổn định lại tâm trạng rồi đi lên phía trước nhún người hành lễ đại ca tần sâm liếc nhìn tần hoan một cái rồi lại thấy gói thuốc trong tay phục linh làm sao thế đến kho thuốc à đúng vậy sắc mặt tần hoan rất bình tĩnh hôm nay đến hầu phủ muội về làm chút thuốc viên để đưa cho thái trưởng công chúa Tần Sâm gật đầu, "Ta đúng là đến để hỏi muội, mấy ngày liền muội đến hầu phủ chữa bệnh cho Thái trưởng công chúa, tất cả đều thuận lợi chứ?" "Thuận lợi, bệnh tình Thái trưởng công chúa đã chuyển biến tốt lên rất nhiều." Tần Sâm vui mừng khẽ cười, "Vậy là tốt rồi, cuối cùng thì ta cũng không phải bận tâm về muội nữa." Ban nãy Tần Hoan vừa mới nghi ngờ nên hiện tại nghe thấy Tần Sâm nói câu này thì cũng chẳng cảm động gì, nàng chỉ khẽ nhếch môi. "Nào có như vậy." Đương nhiên Tần Hoan vẫn cần đại ca chăm sóc rồi. Hôm nay thái trưởng công chúa cũng nhắc đến đại ca, nói là đại ca vốn có hiền danh ở Cẩm Châu, sau này nếu như cần thiết thì người sẽ giúp đại ca viết một phong thư gửi đến kinh thành. Hô hấp Tần Sâm căng thẳng, đáy mắt vụt lóe sáng. Đây, đây đều là công lao của cửu muội muội. Tần Hoan bật cười, đương nhiên không phải, đại ca đúng thật đã có thanh danh bên ngoài, nếu không thì thái trưởng công chúa cũng không nguyện nhúng tay đêm thu gió mát tần hoan vừa nói chuyện vừa kéo chặt lại áo choàng theo bản năng tần sâm thấy thế liền ân cần bây giờ đã tối muộn rồi sao muộn vẫn phải tự mình đi lấy thuốc nói xong hắn lại nhìn thoáng qua đinh lan uyển trống trải chỗ này đúng là hơi thiếu người chờ ngày mai ta sẽ bảo mẫu thân tuyển chọn thêm mấy tiểu nha đầu đưa đến cho muội chứ có mỗi một mình phục linh thì không đủ tần hoan muốn nói lại thôi tần sâm lại ôn nhu nói muội là tiểu thư tần phủ, bên cạnh cũng nên có thêm vài hạ nhân mới đúng. Chuyện gì cũng phải đích thân muội đi làm thì chẳng phải là mất giá ư. Tần Hoan cười khổ. Vậy thì nghe theo đại ca quyết định đi. Lúc này mặt mày tần sâm mới giãn ra, hắn tươi cười. Những chuyện khác thì muội không cần lo lắng, nhưng qua lại với hầu phủ thì muội nên cẩn thận một chút. Tần Hoan đã hiểu, đa tải đại ca. Được rồi, muội vào trong đi, đêm lạnh rồi tần hoan nhìn thật kỹ tần sâm một cái rồi gật đầu đi vào trong viện phục linh ôm gói thuốc thở dài trong cả tần phủ thì chỉ có mỗi đại thiếu gia quan tâm đến tiểu thư nhất tần hoan mím môi không nói gì vào trong phòng rồi mới dặn dò bỏ hết thuốc ra đây ta tranh thủ làm thuốc ngay trong đêm luôn phục linh kinh ngạc nếu là làm cho thái trưởng công chúa thì cũng không cần phải sốt ruột như vậy tiểu thư đã mệt mỏi cả ngày rồi giờ đã nên đi ngủ thái trưởng công chúa át hẳn sẽ không trách móc. Nếu thật sự là làm cho thái trưởng công chúa thì tần hoan cũng nghe theo lời phục linh. Thế nhưng người chờ dùng thuốc lại không phải thái trưởng công chúa, mà là một vị ma vương nào đó sắp rời khỏi cẩm châu. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.